bây giờ Dương Vy sẽ đi vào cái nội dung thứ hai, chia sẻ về cái dòng họ Ngô Đình, tức nói về Ngô Đình Khả, Ngô Đình Diệm các thứ, với tất cả những anh chị em thuộc con cái của Ngô Đình Khả. Vì lý do gì mà cả một cái dòng họ gia tộc phải bị diệt vong? Bởi vì đời cha đời ông ăn mặn thì đời con khát nước, điều đó là điều đương nhiên, nên dẫn đến cả gia đình cả gia tộc phải diệt vong. Trước khi đi vào những thành phần thành viên chính của con ông Ngô Đình Khả, thì ở đây Dương Vy sẽ chia sẻ một chút, nói một chút. Bố đẻ của Ngô Đình Khả là Ngô Đình Nghiêm, gốc ở Sơn Tây. Sau những đợt Nam Tiến rồi di dân vào sinh cơ lập nghiệp ở Châu Bồ Chính, nay thuộc xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Ông từng giữ một cái chức quan nhỏ, coi kho lương thực cho cái chế độ cũ của triều đình nhà Nguyễn ở Huế, và sau đó cũng lấy vợ. Cái ông Ngô Đình Nghiêm này cũng lấy vợ người Công giáo. Ngô Đình Nghiêm này cũng là người Công giáo nha, mà lấy cô vợ người Công giáo. Sau một cái thời gian làm quan, ông cảm thấy không phù hợp thì ông lại quay về định cư ở làng Phong Đại, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Sau đó mới sinh ra các con. Nổi bật nhất là Ngô Đình Khả. Ngô Đình Khả là ai? Ngô Đình Khả này được sinh 1857. Hồi làm quan ở triều đình nhà Nguyễn ấy, Ngô Đình Khả làm phó tướng cho cái viên quan khét tiếng nhất thời bấy giờ là quan Võ. Ngô Đình Khả là cũng quan Võ mà làm phó tướng rồi, làm phó tướng cho Nguyễn Thân. Mà cái kỳ tích, cái đàn áp đấm máu nhất đối với Ngô Đình Khả là tiêu diệt những cái phong trào chống thực dân Pháp, đặc biệt hơn là cái phong trào Cần Vương ấy. Ở đây này, được sự chỉ đạo trực tiếp của Nguyễn Thân, Ngô Đình Khả sau đó đăng tâm đao mã của người anh hùng Cần Vương Phan Đình Phùng, lấy chốt thân xác của ông ấy với thuốc súng bỏ vào cái súng thần công, bắn xuống dòng sông Lam nhé. Đó là cái tội ác tày trời tày đình nhất của Ngô Đình Khả. Trước đó đã tiêu diệt rất là nhiều các anh em nhân sĩ trí thức, những người có lòng yêu nước, chống giặc ngoại xâm, phản đối triều đình nhà Nguyễn. Hồi bây giờ là dắt thực dân Pháp vào chịu làm nô lệ cho thực dân. Sau đây Dương Vy sẽ đi tóm tắt vào một số cái nội dung những anh em chính trong gia đình của ông Ngô Đình Khả này. Nhất là Ngô Đình Khả là một tín đồ Công giáo nha, cha đẻ, lúc nãy Dương Vy đã nói rồi, là cha đẻ của Ngô Đình Diệm, Ngô Đình Nhu, Ngô Đình Cẩn. Bởi vì cái việc làm tàn ác của Ngô Đình Khả này này, sau này đã bị chính xét đánh cái ngôi mộ của ông Ngô Đình Khả này đến 2 lần, làm cái ngôi mộ nứt đôi ra. Cho nên sau này mới dẫn đến cả gia đình dòng họ bị diệt vong, bởi lý do từ đời cha ăn mặn nên đời con khát nước là ở chỗ đó. Bởi vì cái sự kiện sau khi xét đánh ấy, thì chính
ngày 1 tháng 11 năm 1963, trước một ngày cái ông Ngô Đình Diệm và Ngô Đình Nhu bị sát hại này này, thì xét đã đánh lần hai, làm ngôi mộ đứt đôi ra là ở chỗ đó. Cái con trai cả là Ngô Đình Khôi, cái ông này này cúng tiểu thực dân, đàn áp phong trào cách mạng. Sau đó năm 1945 bị mặt trận Việt Minh xử bắn xử tử. Xử tử bởi vì sao? Bởi vì trước cấu kết với thực dân Pháp, sau với phát xít Nhật. Con trai thứ hai là Ngô Đình Thục, là tổng giám mục. Sau cái chết của những người anh em năm 1963, ông sống lưu vong ở nước ngoài, bị treo chén và qua đời đơn độc năm 1984. Còn Ngô Đình Diệm này này là một tên cực kỳ gian ác, là con trai thứ ba. Mọi người đều biết đến Ngô Đình Diệm là tổng thống đệ nhất Việt Nam Cộng Hòa, tức là tổng thống ba que đầu tiên của cái chế độ ngụy quân ngụy quyền. Là người ấy, trước kia là thân Nhật, sau Pháp, Mỹ và cả người Hoa vân vân. Sau khi bị đảo chính, bị giết ở Sài Gòn vào ngày 2 tháng 11 năm 1963, cùng với người em là Ngô Đình Nhu, mà sáng mùng 2, sáng mùng 3 thì người ta mới công bố hai cái chết của hai anh em. Nói về Ngô Đình Nhu này một chút. Cái tên Ngô Đình Nhu này cũng không phải là vừa, là một tên cố vấn cho chính quyền Việt Nam Cộng Hòa. Là con trai thứ tư nhé. Con trai thứ năm là Ngô Đình Cẩn. Mọi người đều biết Ngô Đình Cẩn là một cái lãnh chúa phụ trách ở miền Trung, cũng bị tử hình vào ngày 9 tháng 5 năm 1964 do cái bọn đảo chính nó làm. Mà cái tên Ngô Đình Cẩn này này nợ máu với bà con nhân dân ở miền Trung vào cái thời điểm trước năm 1964 rất là nhiều. Bởi vì sao? Bởi vì á, hắn sở hữu trong tay quân đội, cảnh sát, mật vụ, vũ khí, nhà giam, vân vân. Nhưng mà cái ác độc hơn á, hắn cho mật vụ theo dõi tất cả mọi người, kể cả người ở trong chế độ của Việt Nam Cộng Hòa, bất kỳ ai hắn nghi ngờ đều cho giết hoặc bắt bớ giam cầm. Con trai thứ sáu là út Ngô Đình Luyện, được biết đến vai trò là lãnh làm đại sứ Việt Nam Cộng Hòa tại nước ngoài. Sau khi các anh bị bắn, Luyện sống lưu vong tại nước ngoài, cuối đời nghèo khó, sau chết ở xứ người ngày 23 tháng 4 năm 1990. Đấy. Cháu đích tôn là Ngô Đình Huân, con trai Ngô Đình Khôi. Hắn ta liên lạc và cấu kết với phát xít Nhật, bị xử bắn năm 1945. Con dâu của ông Ngô Đình Khả này này là Trần Lệ Xuân, vợ Ngô Đình Nhu. Mọi người đều biết đến cái sắc đẹp tài năng của cái mụ Trần Lệ Xuân này, và những cái điếm đí thóa của Trần Lệ Xuân này nữa. Mọi người đều biết đến cái vai trò đệ nhất phu nhân Việt Nam Cộng Hòa. Sau khi đệ nhất Việt Nam Cộng Hòa bị sụp đổ, Trần Lệ Xuân sang Pháp sống lưu vong cùng các con. Mọi người đều biết đến cái Trần Lệ Xuân với cái hình ảnh lãnh đạo đàn áp Phật giáo tại miền Nam và miền Trung, là người khởi xướng cùng các phu nhân là vợ tướng lĩnh Sài Gòn ký tên vào các trái bom trước khi được không quân Mỹ ngụy đem giải thảm tại miền Bắc Việt Nam. Đó là cái tội ác của Trần Lệ Xuân.
Cuối đời ấy, Trần Lệ Xuân sống cô độc trong một trại dưỡng lão ở Pháp và chết ngày 24 tháng 2 năm 2011. Tiếp đến là cháu nội Ngô Đình Lệ Thủy, con gái Ngô Đình Nhu, sau bữa tiệc rượu cũng bị tai nạn xe hơi và chết ngày 22 tháng 4 năm 1967 tại nước ngoài. Cháu nội Ngô Đình Lệ Quyên, con gái Nhu, cũng bị tai nạn xe hơi chết vào ngày 16 tháng 4 năm 2012 tại nước ngoài. Đấy, trả giá rất đắt. Cha mẹ đẻ Trần Lệ Xuân bị chính con trai là Trần Văn Khiêm. Cái tên Trần Văn Khiêm này cũng là một tên tội ác tày trời nhé. Bóp cổ chết cha mẹ mình vào năm 1986, sau đó Trần Văn Khiêm được xét xử nhưng vô tội vì bệnh tâm thần và bị giam tại bệnh viện tâm thần. Những cái chết của người nhà họ Ngô Đình này này được dư luận người ta đặt rất là nhiều câu hỏi, tại sao và tại sao. Còn Dương Vi trả lời rằng tại vì đời cha ăn mặt, đời con khát nước, quả báo nó ập đến. Cái đó là sự thật. Ngay cả ông trời cũng không dung tha cho cái ông Ngô Đình Khả. Xét đánh hai lần, lần thứ hai mộ toát ra hôm mùng 1, mùng 2 thì bị chính tướng lính dưới trướng của Ngô Đình Diệm này, này xử chết hai anh em Nhu Khả. Ở đây có một cái điều đặc biệt này này, ngay cả cái con gái của Ngô Đình Nhu ấy, không mang họ của cha nhưng mà vẫn bị chết. Cái chết của Trần Đình Lệ Thủy và Trần Đình Lệ Quyên cùng với mẹ đều vào tháng 4 nhé. Ở đây á, nhiều người cho rằng bởi vì Trần Lệ Xuân cùng với cha ông cùng với cả anh em bên chồng đàn áp bà con nhân dân, giết hại đồng bào nhiều quá, cho nên á bị trả giá là như vậy. Ở đây Dương Vi không nói đến cái Duy Tâm nhiều, nhưng đối với cái gia đình họ Ngô với họ Trần Lệ Xuân này này là người theo đạo Công giáo nhưng mà đi phỉ báng các đạo khác, đạo Phật hoặc những đạo khác, thì chính các vị theo cái đạo đấy không có Chúa nào che chở cho các vị, cả dòng họ các vị được, nên dẫn đến cả dòng họ Ngô Đình diệt vong. Ở đây Dương Vi muốn nhắn nhủ với cái đám nhà đấu tranh dân chủ cuội đầu bù răng bựa trong ngọt kép này này, hãy nhìn vào đó làm gương. Đó là sự trả giá cho cái tội ác tày trời của những thành phần cam tâm theo giặc, làm tay sai giết hại đồng bào, hại dân, hại nước. Vâng, một lần nữa Dương Vi xin chào các anh, các chị và các bạn mến nhé. Cái tội ác của Ngô Đình Diệm ấy thì mọi người biết, nhưng mà cái tàn nhẫn nhất là cái luật 10 năm 9, đặt người dân vào ngoài vòng pháp luật, những người nghi cho là cộng sản hay những người thân cộng sản là giết ngay lập tức. Đấy,